xuất hay quản trị vận hành hay quản trị trung tâm cung ứng cũng như là logistics, nó là một cái ngành cũng như là một cái lĩnh vực nói chung nó là sự kết hợp của nhiều môn học để mà chúng ta có đủ một kiến thức để mà chúng ta có thể làm tốt trong cái lĩnh vực chuỗi cung ứng. Thì tại vì sao mà ở đây mình áp dụng cái mô hình đặt hàng đồng, mô hình Winner và Win-Tin, thì thực ra thì cái mô hình này thì ít ở các cái bậc đại học á, trong các cái sách giáo khoa thì thực ra thì nếu mà thầy cô cũng như là một số khác sách thì mình đọc á, thì thông thường người ta không có đề tập tới cái mô hình này. Nhưng mà tuy nhiên thì vấn đề là trong vấn đề là nghiên cứu, có nghĩa là nếu mà các em học liên quan đến vấn đề học lên nó học cao học cũng như là chúng ta nghiên cứu á, thì cái mô hình này là một trong những cái mô hình mà người ta áp dụng nhiều trong cái vấn đề là nghiên cứu. Nên tuy nhiên thì vấn đề là cái mô hình này thì được coi như là nó tương đối thực tế hơn so với cái mô hình đặt hàng hiệu quả của Ford Harris năm 1990 1915. Ở chỗ đó là gì? Ở trong cái giả thiết của cái mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ á, thì cái ông Ford Harris này ông giả định rằng cái mức sử dụng là xác định, hơn nữa đó là gì, nhu cầu hay mức sử dụng phải đều. Điều đó có nghĩa là việc sử dụng hàng hóa trong mỗi đơn vị thời gian là không thay đổi. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là nhu cầu ở tháng này không thay đổi so với tháng sau cũng như là không thay đổi so với tháng trước, có nghĩa là gì, nhu cầu không thay đổi trong một cái chu kỳ thời gian. Tôi lấy ví dụ như là trong vòng một năm thì mỗi mỗi có 12 tháng thì mỗi tháng sẽ có một cái nhu cầu. Và cái ông dạ, ông cái mô hình EOQ này người và đều có nghĩa rằng là gì, chúng ta phải nhớ lại nha, đều có nghĩa là gì, việc sử dụng hàng hóa có nghĩa là nhu cầu về hàng hóa trong mỗi đơn vị thời gian, có thể là một tháng, có thể là một tuần hay là có thể là một quý, là không thay đổi. Thì cái điều này có thể đạt được, thực ra thì điều này có thể đạt được chứ không phải là không đạt được, nó gọi rằng là đạt được khi nào, khi mà nhu cầu của doanh nghiệp lớn, có nghĩa rằng là nhu cầu về cái hàng hóa của do đối với doanh nghiệp đó là lớn, và cái số lượng khách hàng của cái doanh nghiệp đó là rất lớn, để mỗi cái hành vi mua sắm của khách hàng họ nó không có gây ra một cái biến đổi đột ngột mức tồn kho, và không thể có sự cản trở bởi không biết trước nhu cầu. Tuy nhiên thì cái điều đó thì không thể tưởng, thực ra thì chúng ta phải biết được rằng là gì, trong vấn đề kinh doanh trong thực tế thì mỗi doanh nghiệp họ đều muốn rằng là gì, cái nhu cầu là đều, nhưng mà vấn đề là điều đó thì thực ra thì trong thực tế thì nó không có thể đạt được. Mà mỗi tháng chúng ta thấy rằng là gì, nhu cầu khách hàng của mỗi tháng là khác nhau, chẳng hạn như là nhu cầu về cái sản phẩm này ở tháng này thì có thể tăng đột ngột, tuy nhiên thì ở tháng sau nữa thì nhu cầu của hàng hóa này nó giảm đi, thì điều đó có nghĩa là chúng ta thấy rằng là gì, cái mức sử dụng có nghĩa là nhu cầu của khách hàng đối với cái sản phẩm đó là gì, luôn luôn biến động. Thì để có thể mà tính được cái số lượng đặt hàng khi mà trong cái trường hợp là cái gì, cái mức sử dụng hay cái nhu cầu đó là gì không xác định và đều, thì hai ông Winner và Win-Tin, thực ra là hai nhà nghiên cứu, thì năm 1958 thì hai ông này đã nghiên cứu và ông đã tạo ra, hôm nay ông có dựa, cũng tất nhiên rồi ông cũng dựa trên cái mô hình của Ford Harris năm 1915 để ông đưa ra một cái mô hình, và ông công bố vào một cái bài báo vào năm 1958. Thì thực ra thì cho đến ngày hôm nay thì cái bài báo đó thực ra trong lĩnh vực nghiên cứu, chẳng hạn như tôi thực ra thì trong ngành mà trong cái chuyên môn của mình chủ yếu là chuỗi cung ứng, do đó thì mình cũng nghiên cứu về vấn đề này, thì coi như cái mô hình đặt hàng động này là một trong những cái mô hình cổ điển và được áp dụng rất là nhiều trong vấn đề nghiên cứu. Thì ở đây thì mình cũng giới thiệu cho các em, tại vì vấn đề là gì, nó thực tế hơn so với mô hình EOQ. Mô hình EOQ người ta nói rằng là mô hình nó quá là tối ưu đi, nhưng mà trong vấn đề thực tế thì nó chỉ có thể áp dụng, thực ra thì không phải là nó không áp dụng, một số các cái công ty lớn hiện nay người ta vẫn áp dụng, tuy nhiên thì cái vấn đề là gì, có một cái đặc điểm đó là cái mô hình EOQ này thông thường thì nó sẽ dự báo, nó tính cái lượng, tính cái số lượng mà đặt hàng là gì theo năm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn vấn đề là chúng ta đặt hàng ở trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như là một tuần, tháng hay quý, thì do cái nhu cầu nó không có ổn định dẫn đến là gì, cái mô hình Winner và Win-Tin thì nó sẽ ok hơn.
Thì đó lý do tại sao mà mình đưa cái mô hình này vào giảng dạy cho các em ở trong cái trong trong liên quan đến vấn đề thực hành, liên quan đến vấn đề là tính số lượng đặt hàng theo cái mô hình đặt hàng động, gọi là winner và win. Thì cái mô hình đặt hàng động thì hai ông dựa trên cái thuật toán, đó là quy hoạch tuyến tính. Tuy nhiên thì từ khai toán quy hoạch tuyến tính thì hai ông này dựa trên một cái thuật toán gọi là quy hoạch tuyến tính nguyên, gọi là nguyên hỗn hợp, có nghĩa là tổ hợp, có nghĩa là nếu mà tiếng Anh nó gọi là mixed integral linear programming. Tuy nhiên thì vấn đề là liên quan đến vấn đề toán thì tôi không có đề cập nhiều, chủ yếu là chúng ta áp dụng, tôi hướng dẫn cho các em là gì, cái mô hình hai ông Wiener và Wittin này tạo ra như thế nào, dựa trên cái mô hình toán học như thế nào và chúng ta ứng dụng như thế nào trong thực tế mà thôi. Còn vấn đề là bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ gửi cho các em các cái tài liệu liên quan tới cái quy trình mà hai ông này ông xây dựng cái mô hình. Thực ra thì nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi dựa trên, thực ra thì cái mô hình này nó mình lấy dựa trên một cái bài báo của hai ông, có nghĩa là bài báo nguyên bản của hai ông để mà hướng dẫn cho các em. Và có một cái đặc điểm nữa là cái mô hình này nếu mà áp dụng cho nhiều sản phẩm, các em lưu ý nghe, nếu mà chúng ta đặt hàng cho nhiều sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian thì cái mô hình này nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì ở đây thì liên quan tới cái môn học này, liên quan đến vấn đề thực hành này thì để mà đơn giản hóa mọi vấn đề thì ở đây thì mình chỉ lấy một cái ví dụ là gì, chúng ta đặt hàng cho một sản phẩm mà thôi, đơn lẻ mà thôi, chứ không có áp dụng cho nhiều sản phẩm. Tại vì khi mà áp dụng nhiều sản phẩm thì cái mô hình nó rất là phức tạp, và vấn đề giải quyết nó cũng tương đối phức tạp, thì mình cũng không có đưa vào đây để làm khó các em. Mà nếu mà bạn nào thích á, khi mà chúng ta học xong cái môn học này mà chúng ta thích nghiên cứu thêm sau này, nếu mà chúng ta muốn học lên nữa mà liên quan đến lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng á, thì mình có sẽ cung cấp cho các em các cái tài liệu để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Còn ở đây thì liên quan tới cái môn học này, các em lưu ý rằng là mình chỉ giới thiệu và chúng ta thực hành dựa trên cái đơn giản nhất mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Trong các cái bài thực hành mà mình gửi cho các em liên quan tới cái mô hình đặt hàng động Wiener và Wittin thì chủ yếu là gì? Chúng ta xác định cái số lượng đặt hàng của một sản phẩm đơn lẻ mà thôi, chứ chúng ta không có áp dụng cho nhiều sản phẩm. Thực ra thì khi mà mình đưa cái phần này vào thực hành thì mình có một cái phần ở đây thì là đơn lẻ, tuy nhiên thì mình có một cái phần thứ hai liên quan đến vấn đề là gì, áp dụng cho nhiều sản phẩm. Có nghĩa rằng là gì, áp dụng cái mô hình đặt hàng động này, tôi lấy ví dụ như là một cửa hàng tạp hóa đi, họ đâu chỉ bán một sản phẩm đâu, đúng không? Họ bán hàng ngàn sản phẩm, do đó thì mỗi loại sản phẩm họ sẽ có một cái nhu cầu khác nhau ở từng tháng, từng quý hoặc là từng năm, do đó thì họ căn cứ trên cái nhu cầu đó họ sẽ đặt hàng. Tuy nhiên thì vấn đề là hiện nay chúng ta thấy rằng là các nhà sản xuất họ cũng đâu có sản xuất một loại sản phẩm đâu, họ sản xuất rất là nhiều loại sản phẩm, đúng không? Tôi lấy ví dụ như là các cái tập đoàn lớn như là Vinamilk đi, ngoài cái vấn đề là sữa tươi thì người ta còn có sản xuất xong sữa bột, người ta còn sản xuất rất là nhiều sản phẩm từ sữa. Do đó thì thực ra thì trong thực tế thì đối với một cái doanh nghiệp khi mà người ta áp dụng cái mô hình đặt hàng động Wiener và Wittin này thì người ta sẽ liên quan đến rất là nhiều sản phẩm. Tuy nhiên thì cái sự kết hợp giữa các cái khi mà chúng ta làm cái mô hình dựa trên cái nhiều sản phẩm này thì nó sẽ rất là phức tạp. Ở trong cái phần này thì mình chỉ nói tóm lại thì chúng ta chỉ áp dụng cho một cái sản phẩm mà thôi. Thì hai ông cũng dựa trên cái mô hình EOQ của Harris, Ford Harris năm 1995. Thực ra là hai ông này vẫn dựa trên cái mô hình này. Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa mô hình EOQ ở cái nhu cầu, đúng không ạ? Trong cái mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ thì Harris giả định rằng cái mức sử dụng hay cái còn nhu cầu là gì, xác định và đều. Tuy nhiên thì ở đây hai ông mình nói rồi, đúng không? Chúng ta nhìn trên đây này, cái phần giả thiết assumption á, thì hai ông Wiener và Wittin
đúng không ạ? Ông giả thiết rằng là gì, nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên, có nghĩa rằng là gì, cái tính chắc chắn, cái tính không chắc chắn của nhu cầu được xem xét ở đây, có nghĩa rằng là gì? Tháng này có thể cao, có tháng kia có thể thấp, tháng kia có thể cao, có nghĩa rằng là gì, nó là ngẫu nhiên, tùy thuộc vào cái gì, cái dự báo nhu cầu, hoặc là gì, dựa vào những cái dự báo mà chúng ta xác định được cái nhu cầu trong tương lai. Thì các em lưu ý rằng là gì, nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên, cái sự khác biệt giữa hai mô hình này nó nằm ở chỗ này mà thôi. Còn lại thì các cái giả thuyết khác thì cái mô hình Wainer và Winton của và cái mô hình EOQ cũng tương đối giống nhau, chẳng hạn như là giá đơn vị hàng hóa không thay đổi theo quy mô đặt hàng. Thực ra thì cái đây là cái mô hình cơ bản nhất nha, chứ không phải là cái mô hình phức tạp. Cái mô hình đặt hàng động Wainer và Winton mở rộng thì các ông đưa các cái giả thuyết vào thì giá đơn vị hàng hóa có thay đổi theo quy mô đặt hàng, có nghĩa rằng là gì, nếu mà chúng ta đặt hàng với số lượng lớn, đúng không ạ? Các em học trong cái phần mà quản trị tồn kho ở quản trị môn quản trị sản xuất rồi thì nó sẽ có một cái phần gọi là price discount, có nghĩa là chiết khấu á, chiết khấu khi mà chúng ta mua với số lượng hàng hóa lớn. Thì tuy nhiên thì ở đây thì để đơn giản hóa cho các em nắm được cái hoạt động đơn giản cơ bản của quản trị chuỗi cung ứng thì mình không có đưa vào những cái chẳng hạn như là về thiếu hàng, hay là về chẳng hạn như là price discount, có nghĩa là gì, chiết khấu về giá khi mà chúng ta đặt hàng với số lượng lớn. Thì ở đây thì mình không có coi như là gì, tôi không có đưa vào các yếu tố đó vào. Tuy nhiên mô hình Wainer và Winton mở rộng thì người ta có xem xét đến các trường hợp đó. Ở đây thì mình chỉ đưa một số các cái giả thiết thôi. Thực ra thì cái mô hình đặt hàng động Wainer và Winton có rất là nhiều giả thiết, có nghĩa là gì, rất là nhiều nhà nghiên cứu người ta dựa trên cái mô hình của hai ông này để người ta phân tích thêm, người ta nghiên cứu thêm một số các cái yếu tố, chẳng hạn như là ở đây thì tôi có đưa vào cái trường hợp là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Còn cái mô hình đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây là mô hình gọi là cổ điển nhất, thì hai ông lại không có đưa một cái bất kỳ một cái giới hạn gì cả, mà chủ yếu là gì, có nghĩa là mọi thứ đều ok, mọi thứ đều nôm na chúng ta hiểu là mọi thứ đều đều là lý tưởng đó. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, ở đây thì cái sự khác biệt giữa hai mô hình này là gì, về nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên. Còn lại các cái yếu tố khác, chẳng hạn như là giá đơn vị hàng hóa không thay đổi theo quy mô đặt hàng, rồi thời gian từ khi đặt hàng cho đến lúc nhận hàng, nhận được hàng là bằng không. Ở trong cái môn quản trị sản xuất thì có một cái khoảng thời gian, có nghĩa là thời gian từ khi mà đặt hàng cho đến khi nhận hàng, nó gọi là lead time đó, cái khoảng thời gian mà từ khi đặt hàng thì ở đây coi như cái lead time nó bằng không, để mà chúng ta dễ dàng trong vấn đề tính toán. Rồi không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, có nghĩa rằng là gì, trong cái khoảng thời gian đó là gì, cái lượng hàng hóa đủ đáp ứng cho nhu cầu, có nghĩa là không có sự thiếu hụt về thời gian trong kỳ, và tồn kho ban đầu bằng không, có nghĩa là cái giả thuyết liên quan tới cái mô hình này để chúng ta có thể tính toán đó là gì, tồn kho ban đầu, chẳng hạn như là chúng ta tính toán về cái lượng đặt hàng cho một cái sản phẩm trong vòng 12 tháng, tính từ tháng 1 đúng không, tháng 1 cho đến tháng 12, thì hai ông này giả thuyết rằng cái tồn kho ban đầu ở tháng 1 là bằng không. Cũng tương tự như vậy thì các cái tham số trong vấn đề là ở cái mô hình đặt hàng động Wainer và Winton thì cũng tương tự giống như là cái mô hình đặt hàng hiệu quả mà chúng ta nắm được, đó là gì, DT là nhu cầu sản phẩm trong thời gian T. Thời gian T đây có thể là gì, người ta tính theo quý, theo tháng, hay theo tuần, chẳng hạn như là ở đây thì tôi lấy cái thời gian là 12 tháng, có nghĩa là gì, nhu cầu về một sản phẩm. Các em lưu ý rằng là gì, ở đây tôi chỉ lấy một sản phẩm đơn lẻ mà thôi, chúng ta không có xem xét. Tuy nhiên ở cái phần sau, cái phần thực hành thứ ba, nó liên quan tới vấn đề là hoạt động thu mua trong quản trị chuỗi cung ứng. Thì hoạt động thu mua trong quản trị chuỗi cung ứng có nghĩa rằng là gì, chúng ta sẽ tiến hành mua hàng từ các nhà cung cấp. Thì ở đây thì mình có đưa một cái phần thực hành liên quan đến vấn đề là gì, lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các cái chỉ số về định lượng, chẳng hạn như là về giá cả cũng như là về các cái chi phí mà nhà cung cấp họ thu trong vấn đề gì, mua hoạt động mua hàng, chẳng hạn như là giá cả, rồi chi phí về đặt hàng, chi phí về vận chuyển v.v. mà chúng ta dựa trên các cái chỉ số định lượng đó để chúng ta sử dụng cái mô hình. Tất nhiên cái mô hình đó nó cũng dựa trên Wainer và Winton để mà lựa chọn ra nhà cung cấp nào đảm bảo cho cái gì, chi phí của chúng ta mua hàng là thấp nhất. Thì ở trong cái phần đó có thể là mình sẽ chẳng hạn như là để mình chúng ta có thể đỡ chán hơn, đỡ sau khi mà chúng ta biết được cái mô hình này rồi thì cái
cái phần thực hành thứ ba thì nó sẽ khó hơn một tí. Có nghĩa là gì, lúc đó tôi sẽ đưa khoảng là gì, 1-2 sản phẩm đúng không ạ, và 5-7 nhà cung cấp, từ đó chúng ta có thể lựa chọn cho từng sản phẩm như thế nào, thì cái cách thức nó lúc đó mình sẽ hướng dẫn cho các em sau. Còn ở trong cái phần này thực hành 2 thì các em sẽ thấy là gì, tôi chỉ áp dụng cho một đơn, một cái sản phẩm đơn lẻ thôi. Ở đây DT là nhu cầu sản phẩm trong thời gian T, có nghĩa là gì, nhu cầu sản phẩm trong cái thời gian là gì, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Và có một cái đặc điểm là gì, nhu cầu về sản phẩm của sản phẩm này trong các cái thời gian tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là gì, không giống nhau, khác với lại cái mô hình EOK là gì, mức sử dụng xác định và đều có nghĩa rằng là gì, nó không có sự thay đổi lớn. Rồi PT thì cũng tương tự như trong cái mô hình đặt hàng hiệu quả, thì PT ở đây là chi phí thu mua một đơn vị sản phẩm, có nghĩa rằng là gì, chi phí mà chúng ta bỏ ra để mua, có nghĩa là giá của một đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian T. Thì ở đây người ta sử dụng cái thuật ngữ là procurement cost nếu là tiếng Anh á, còn ở đây thì mình để cái thuật ngữ là chi phí thu mua, có nghĩa là gì, cái giá của một đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian T mà chúng ta cần mua. Rồi HT là chi phí lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong thời gian T, có nghĩa là sau khi mà chúng ta mua cái sản phẩm đó xong đúng không, mà chúng ta phải bỏ vào trong kho để gì, chờ khách hàng để tới mua và chúng ta cung cấp, thì nó sẽ gì, xuất hiện ra một cái chi phí gọi là gì, chi phí lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian T là một trong tháng đó đúng không ạ. Rồi QOT ở đây là gì, chi phí đặt hàng cho một đơn vị trong khoảng thời gian T, có nghĩa là khi mà chúng ta đặt hàng thì chúng ta cũng trả một cái phí. Thì khi mà chúng ta học môn quản trị sản xuất thì thầy cô cũng hướng dẫn cho, cũng đã trình giải thích cho các em các cái chi phí liên quan đến đặt hàng, thì cũng tương tự như vậy. Chi phí đặt hàng đây có thể là gì, chi phí về vận chuyển đúng không ạ, rồi chi phí về thông tin liên lạc đúng không ạ, các cái chi phí về cước phí liên quan đến vấn đề là gửi các cái chứng từ, thì người ta gọi là chi phí đặt hàng. Và TC ở đây là gì, tổng chi phí dự trữ trong kỳ, có nghĩa là gì, khi mà chúng ta đặt hàng như vậy thì tổng chi phí này nó là bao nhiêu, thì mục tiêu của cái mô hình hoàn đặt hàng động này là gì, là chúng ta xác định được cái số lượng đặt hàng trong kỳ của sản phẩm đó sao cho tổng cái chi phí dự trữ là gì, là nhỏ nhất. Rồi EO có nghĩa là tồn kho đầu kỳ, thì giả thiết ban đầu là gì, tồn kho ban đầu bằng không, có nghĩa là EO thì tồn kho có nghĩa là gì, chúng ta coi như là trong kho không có cái sản phẩm nào cả, đúng không ạ, có nghĩa là gì, tồn kho ban đầu chúng ta giả thiết là bằng không. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là biến quyết định, tương tự như cái hôm qua thì chúng ta làm cái bài toán quy hoạch tuyến tính, thì quy hoạch tuyến tính nó có gồm 4 bước. Bước đầu tiên thì chúng ta phải xác định các cái biến quyết định đúng không ạ, bước thứ hai chúng ta phải xác định được cái hàm mục tiêu, bước thứ ba và chúng ta sẽ gì, xác định được các cái ràng buộc, và bước thứ tư là chúng ta sử dụng các cái phương pháp, chẳng hạn phương pháp về đồ thị, phương pháp về đơn hình nếu mà chúng ta tính toán bằng tay á, chẳng hạn khi mà chúng ta học về các bài toán quy hoạch tuyến tính ở trong bài trong toán cấp thì người ta sẽ sử dụng các cái phương pháp về đơn hình hay phương pháp về hình học để mà người ta giải. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta không có sử dụng các cái phương pháp giải bằng tay đi, trong giống như là chúng ta đã học ở trong toán cao cấp, tại vì chúng ta không học toán kinh tế, thì thực ra toán kinh tế với toán cao cấp thì nó cũng nội dung cũng tương tự nhau. Tuy nhiên thì vẫn vấn đề là khi mà chuyển đổi giữa hai cái bộ môn đó thì toán kinh tế thì người ta cũng mô hình đó, mô hình chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là phương trình tuyến tính hay là phương trình hồi quy, thì thay vì vấn đề là người ta dạy trong toán cao cấp thì người ta dạy một cách tổng quát và thiên về mặt toán học hơn, còn vấn đề là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta học về toán kinh tế thì cũng là những cái mô hình đó, cũng là những cái phương pháp đó, nhưng người ta ứng dụng vào trong kinh tế. Còn ở đây thì cái môn học này thì tôi cũng ứng dụng cái đó, tuy nhiên thì vấn đề là khác với môn toán kinh tế thì chúng ta, theo tôi thấy thông thường thì hiện nay thì ở khoa chúng ta có thầy Thiện là phó khoa, thì thầy dạy toán kinh tế, thì tôi thấy thì người thầy cũng giảng giải theo cái kiểu truyền thống mà thôi. Còn ở đây thì chúng ta áp dụng cái phần mềm mà hôm qua mình cũng đã hướng dẫn cho các em cái cách ứng dụng rồi, cũng như là giải một số các bài toán cơ bản liên quan đến hoạt động, chẳng hạn như là các bài toán tổng kết liên quan đến vấn đề là gì, quản trị sản xuất đó, và chúng ta cũng đã thực hành rồi. Thì cái mô hình này, cái biến quyết định thì gồm có
ba biến mà chúng ta cần phải xác định. Đó là IT có nghĩa là gì? Tồn kho cuối kỳ của thời gian T. Rồi XT là lượng đặt hàng mỗi lần, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Số lượng hàng hóa mà chúng ta đặt mỗi lần trong thời gian T. Có nghĩa là gì? Trong tháng đó chúng ta cần phải xác định cái số lượng mà chúng ta cần đặt cái hàng hóa đó là bao nhiêu. Ở đây nó có một cái IT là biến giả. Thực ra thì mình lúc đầu mình nói với các em rồi, hai ông này Wayner và Quintin, ông xây dựng cái mô hình đặt hàng động này dựa trên cái bài toán quy hoạch tuyến tính, nhưng mà không phải là bài toán quy hoạch tuyến tính cơ bản, mà ông dựa trên cái vấn đề là gì? Bài toán quy hoạch tuyến tính gọi là nguyên và bộ phận, tiếng Anh gọi là mixed integer linear programming. Thực ra thì cái từ mà bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận thì tôi dựa trên các cái tài liệu và các cái sách về toán người ta viết thì người ta dịch ra tiếng Việt là như vậy. Thì cái mô hình này nó có một cái đặc điểm, có nghĩa rằng là gì? Khi mà áp dụng mô hình đó, nó sẽ xuất hiện một cái gọi là IT. Thực ra cái IT ở đây tiếng Anh nó gọi là dummy variable, có nghĩa rằng biến giả. Thì nôm na như thế này, hai ông áp dụng biến giả thì nó gọi là biến, thực ra thì thông thường thì ở cái biến này nó không phải là một cái số, có nghĩa là gì? Nó không mang tính chất là định lượng, mà nó lại mang tính chất nhị phân, có nghĩa rằng là không định lượng. Không định lượng có nghĩa rằng là gì? Ở đây cái biến IT này chúng ta cần phải xác định gọi là gì? Có hoặc không. Có nghĩa rằng là ở trong cái mô hình này hai ông đưa cái biến giả này mục đích để làm cái gì? Có nghĩa rằng là gì? Nếu mà cái tồn kho cuối kỳ, đây chúng ta thấy cái y tế này không? Nếu mà tồn kho cuối kỳ, có nghĩa rằng là cái lượng tồn kho còn lại sau tháng 1, thì cái lượng tồn kho còn lại sau tháng 1 thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Bằng cái cân, chúng ta tính bằng gì? Tổng cân bằng cung cầu trong kỳ. Thực ra nó gọi là tổng cân bằng cung cầu trong kỳ. Tổng cân ở trong cái mô hình mà EOQ á, thì cái lượng tồn kho trong kỳ á, có nghĩa là gì? Nó sẽ được xác định bằng gì? Lượng tồn kho bình quân là trị số trung bình giữa mức tồn kho tối đa, có nghĩa là gì? Lúc nhận hàng, nhận xong đơn hàng, và tối thiểu là ngay trước lúc nhận đơn hàng, chia cho đôi. Tuy nhiên thì ở đây các em lưu ý rằng là gì? Ở trong cái mô hình đặt hàng động Wayner và Quintin, thì cái tồn kho cuối kỳ này nó sẽ bằng là gì? Ở đây này, cái sự ràng buộc nè, bằng tồn kho đầu kỳ. Có nghĩa rằng là gì? Ở trong tháng 1 đó cái tồn kho đầu kỳ là bao nhiêu, đúng không ạ? Cộng cho cái lượng hàng mà chúng ta cái số lượng hàng mà chúng ta đặt trong cái kỳ đó, trong tháng 1 chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như là tôi xác định rằng là gì? Cái sản phẩm A, đúng không ạ? Trong tháng 1 đầu tháng 1 là bao nhiêu? Là tôi lấy ví dụ như là chúng ta tôi kịp kho hiện nay nó còn là 100 sản phẩm, đúng không ạ? Rồi cộng cho cái số lượng mà tôi sẽ phải đặt hàng trong tháng 1 này cho sản phẩm A, đúng không ạ? Trừ cho cái nhu cầu, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải có nhu cầu, đúng không ạ? Nhu cầu trong tháng 1 này là bao nhiêu, thì hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì? Tồn kho cuối kỳ nó sẽ bằng gì? Tồn kho đầu kỳ, đúng không ạ? Cộng cho cái gì? Số lượng mà chúng ta đặt hàng trong tháng trong kỳ, trừ cho cái gì? Nhu cầu mà về sản phẩm đó trong kỳ, thì nó sẽ xác định ra được tồn kho đầu kỳ. Tuy nhiên thì nếu mà tồn kho, rồi quay lại ở chỗ là nếu mà tồn kho cuối kỳ của tháng 1 còn, và chúng ta biết được cái số lượng, cái nhu cầu về sản phẩm ở tháng 2, tôi lấy ví dụ như là hiện nay sau khi mà hết tháng 1 rồi, đúng không, ngày 31 tháng 1 đi, thì tôi bắt đầu là kiểm tra lại tồn kho, thì tôi thấy rằng là tồn kho cuối kỳ còn 200 sản phẩm, có nghĩa là gì? Sau tôi lấy tồn kho đầu kỳ, đúng không, tôi cộng cho tồn kho, tôi cộng cho số lượng hàng hóa mà tôi đặt hàng trong tháng 1, đúng không, tôi trừ cho nhu cầu sử dụng mà tôi bán sản phẩm đó trong tháng 1, thì tôi sẽ còn tồn kho gì cuối kỳ, tôi lấy ví dụ như là 200 sản phẩm. Rồi tôi dựa vào cái nhu cầu mà tôi dự báo trong tương lai ở tháng 2, tôi lấy ví dụ như thế này, ở tháng 2 là tôi dựa vào cái số liệu, tôi lấy ví dụ như là số liệu time series, thì thông thường người ta hay sử dụng cái phương pháp time series, có nghĩa là gì? Chúng ta sử dụng cái dữ liệu quá khứ để gì? Dự báo cái nhu cầu trong tương lai. Thì hôm nay tôi lấy ví dụ như là tháng 2, tôi dự báo nhu cầu là gì?
có nhu cầu của tháng 2 vì do điều kiện thời tiết hoặc là do vì một lý do nào đó mà chúng ta thấy rằng là gì, tháng 2 chỉ có gì, nhu cầu chỉ có 150 sản phẩm mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là gì, cái tồn kho cuối kỳ của tháng 1 200 sản phẩm có thể gì vẫn đáp ứng được nhu cầu của tháng 2. Có nghĩa rằng là gì, trong tháng đó chúng ta không cần phải đặt hàng nữa, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa rằng là cái biến IT này là một cái biến nó xác định, nó dùng để gì, xác định rằng là ở trong cái tháng 1, ở trong cái kỳ đó, tháng 1, tháng 2, tháng 3 chúng ta có cần phải gì đặt hàng hay không. Nếu mà chúng ta không đặt hàng thì nó sẽ về cái biến này, người ta gọi là gì, biến nhị phân, có nghĩa rằng là gì, nó không phải là số, nôm na là gì, có hay không. Tôi lấy ví dụ có hay không, chẳng hạn như là sau khi mà chúng ta chạy mô hình ra, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, ở tháng 3 này không cần phải đặt hàng thì nó tất nhiên rồi. Tuy nhiên thì vấn đề là gì, để có thể thể hiện cái IT này là không cần phải đặt hàng thì thực ra thì ở trong cái khi mà chúng ta chạy cái mô hình solver á, thì nó không có thể thể hiện chữ không. Thực ra nó không thể hiện chữ không hoặc có, mà để có thể giải quyết được vấn đề này thì cái phần mềm solver người ta mới đưa ra một cái biến gọi là binary, nôm na chúng ta dịch gọi là nhị phân. Thì cái biến này nó có giá trị là 0 và 1, và vấn đề là nó hiểu rằng là gì, nếu mà giá trị là 0 thì điều đó có nghĩa là gì, trong cái kỳ đó không có đặt hàng. Còn mà nếu mà nó có đặt hàng sau khi mà nó trừ giữa cái gì, tồn kho cuối kỳ với lại là nhu cầu thực tế trong cái kỳ tiếp theo, thì nó thấy rằng là gì, cái lượng hàng cuối kỳ của kỳ trước không thể đáp ứng đủ cái nhu cầu ở kỳ này, thì nó sẽ gì, phải đặt hàng, thì nó sẽ gì, xuất hiện số 1. Nôm na chúng ta hiểu là gì, ở đây người ta sử dụng cái thuật ngữ IT ở đây là gì, là biến giả bằng 1, đúng không ạ? Ở đây các em nhìn vào chúng ta thấy là biến giả bằng 1, nghĩa là gì, nếu số lượng sản phẩm được đặt trong thời gian T, có nghĩa rằng là gì, trong thời gian T số lượng sản phẩm có đặt thì cái biến này nó sẽ xuất hiện bằng số 1. Thì tí nữa chúng ta sẽ chạy ở trên cái số 1 hay số 0. Nếu mà số 1 thì điều đó có nghĩa là gì, chúng ta nhìn vào đó chúng ta biết rằng là gì, trong tháng đó là có đặt hàng, và đặt hàng với số lượng bao nhiêu thì nó thể hiện là gì, ở XT. Đó lý do tại sao mà trong cái mô hình đồng Winner và Winthin này chúng ta cần phải xác định hai cái biến, đó là gì, XT và IT. Trong đó XT là định lượng, có nghĩa là gì, chúng ta xác định cái số lượng hàng hóa mà chúng ta đặt trong khoảng thời gian T. Còn cái IT ở đây là gì, nó là gọi nó nôm na là gì, nó là một biến nhị phân, không phải là định lượng. Do đó thì để có thể sử dụng, mà để có thể chạy được cái mô hình, có nghĩa là nhà này thì thông thường trong đó nó sẽ có một cái thuật ngữ là binary, có nghĩa là nhị phân. Nhị phân thì nó thể hiện hai con số, đó là 0 và 1 mà thôi. Và 0 thì điều có nghĩa là gì, là chúng ta không đặt hàng trong cái kỳ đó. Số 1 thì điều đó có nghĩa là chúng ta đặt hàng trong kỳ đó. Rồi sau khi mà chúng ta xác định được cái biến quyết định, cái tiếp theo chúng ta phải xác định được cái hàm mục tiêu. Thì cái hàm mục tiêu của cái mô hình đặt hàng động này là gì, chúng ta làm thế nào cho cái chi phí. Hôm qua thì mình giới thiệu cho các em rồi, thì chúng ta có hai loại, đó là gì, bài toán cực tiểu và bài toán cực đại. Áp dụng trong cái lĩnh vực kinh doanh thì nó cực tiểu thì nôm na chúng ta hiểu là gì, nó sẽ đưa ra một cái mục tiêu, đó là gì, tối thiểu hóa cái chi phí. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì, tổng chi phí liên quan đến vấn đề là đặt hàng thì nó gồm có gì, chi phí mua hàng này, cộng cho chi phí đặt hàng này, cộng cho chi phí lưu trữ. Thì nhiệm vụ của chúng ta thì xác định sao cho cái tổng chi phí mua hàng này, tổng chi phí này bao gồm có ba loại chi phí: mua hàng, chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ này là gì, gọi là thấp nhất. Thì cái chi phí mua hàng ở trong cái mô hình đồng Winner và Winthin nó được xác định bằng như thế nào, thì chi phí đặt hàng bằng gì, bằng số lượng, đúng không ạ, bằng XT này. XT có nghĩa là gì, số lượng hàng hóa mà chúng ta đặt hàng trong thời gian T, chẳng hạn giờ trong tháng 1, đúng không, mà số lượng chúng ta sẽ đặt hàng trong tháng 1 bao nhiêu, nhân cho gì, PT. Với PT là gì, ở đây PT là gì là chi phí thu mua một đơn vị sản phẩm trong thời gian T. Hôm nay chúng ta có thể hiểu đó là gì, là cái giá, đúng không, và đơn giá một đơn vị sản phẩm trong một khoảng thời gian T, thì nó sẽ bằng PT nhân cho XT.
cộng cho chi phí đặt hàng, đúng không ạ? Chi phí đặt hàng thì bằng cái gì? Bằng đây, chi phí bằng hàng đặt hàng, các em lưu ý là OT đây, OT là chi phí đặt hàng, đúng không ạ? Mỗi lần chúng ta đặt một đơn hàng thì chúng ta phải trả một, các em lưu ý là cái này là gì? Mỗi lần đặt hàng nó không phụ thuộc vào cái số lượng đặt hàng mà nó phụ thuộc vào cái lần chúng ta đặt hàng. Các em đã biết được rồi trong cái môn trong quản trị sản xuất liên quan đến quản trị tồn kho đi. Chẳng hạn như là khi nào, chẳng hạn như là lần đó tôi gọi điện ra, tôi đặt hàng thì nó sẽ tính cho tôi một cái gì, một cái tôi phải trả cho nó một cái chi phí gọi là chi phí đặt hàng mỗi lần, đúng không? Người ta gọi là per order đó. Order là gì? Đặt hàng. Có nghĩa rằng là gì? Chúng ta phải trả cái chi phí này mỗi lần chúng ta đặt hàng, chứ nó không có phụ thuộc vào gì số lượng, đúng không ạ? Số lượng thì nó sẽ gì xác định dựa trên cái gì, cái chi phí mua hàng. Thì OT, cái chi phí lưu trữ, chi phí đặt hàng này thì nó sẽ bằng OT nhân cho IT. Tôi lấy ví dụ như thế này, IT là nếu mà trong cái tháng đó chúng ta có đặt hàng, đúng không, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thì vấn đề là chúng ta sẽ lấy gì, cứ mỗi lần như vậy chúng ta sẽ trả một cái chi phí đặt hàng, do đó thì chi phí đặt hàng tổng chi phí đặt hàng nó sẽ bằng gì? OT này nhân cho IT, được chưa? Các em chỗ này thì nó cũng tương tự giống như là trong ở trong cái mô hình mà đặt hàng hiệu quả mà thôi. Rồi cộng cho chi phí lưu trữ, chi phí lưu trữ thì nó bằng là gì? HT nhân cho IT. Trong đó HT là gì? Chi phí lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong thời gian T. Có nghĩa rằng là nhân cho IT, IT là tồn kho cuối kỳ. Ví dụ như thế này là gì? Trong tháng 1 đó, đúng không? Sau khi mà chúng ta bán sản phẩm, sau khi mà chúng ta nhận sản phẩm, bán sản phẩm thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái lượng tồn kho cuối kỳ. Thì cái lượng tồn kho cuối kỳ đó nó phát sinh ra cái chi phí gọi là chi phí gì? Lưu kho, có nghĩa là chi phí liên quan đến vấn đề là giữ hàng trong kho, rồi chi phí về lao động nhân công để gì? Bảo quản hàng hóa đó, vân vân vân. Thì người ta gọi là chi phí lưu trữ. Thì cái chi phí lưu trữ này nó sẽ bằng gì? HT nhân cho IT, với IT là tồn kho cuối kỳ của thời gian T. Trong đó, đúng không ạ? Lúc nãy mình có nói rồi, cái bước thứ ba chúng ta phải xác định được ràng buộc, đúng không ạ? Ràng buộc liên quan tới, các em chờ mình một phút. Ràng buộc thì có một số các ràng buộc chúng ta cần phải xác định, chẳng hạn như là tồn kho cuối kỳ. Thực ra tồn kho cuối kỳ chúng ta có thể sử dụng, người ta có thể sử dụng cái thuật ngữ đó là gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ. Tí nữa ở trong cái bảng Excel thì nếu mà các em đã đang đọc á thì tôi để là gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ. Có nghĩa là gì? Tổng tồn kho trong kỳ, có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ trong kỳ, có nghĩa là điều đó có nghĩa là nó là tồn kho cuối kỳ. Nó lấy cái gì? Nó lấy tồn kho đầu kỳ, đúng không? Đây, IT, tôi lấy ví dụ như là IT, tồn kho đầu tồn kho cuối kỳ của tháng 1, đúng không ạ? Sẽ bằng là gì? Tồn kho đầu kỳ, đúng không ạ? IT trừ 1. Thực ra thì tháng 1 thì tôi lấy gì? Tồn kho ban đầu là bằng 0, đúng không ạ? Là Y0 đây này. Đây Y0, đúng không ạ? Y1 sẽ bằng là gì? Y0, đúng không ạ? Cộng cho gì? XT, XT là cái lượng hàng hóa mà chúng ta sẽ nhận trong khoảng thời gian T, trừ cho cái nhu cầu, đúng không ạ? Trừ cho cái nhu cầu là DT trong cái gì? Trong cái thời gian T. Đây là một cái ràng buộc, đúng không ạ? Cái thứ hai là gì? Ở đây giả thiết là gì? Không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Thì để mà đảm bảo rằng gì? Không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, thì cái mô hình Weiner và Wintin người ta đưa ra giả thiết là gì? XT có nghĩa rằng là gì? Lượng đặt hàng mỗi lần trong thời gian T, đúng không ạ? Phải nhỏ hơn, trong mà phải nhỏ hơn là DT nhân IT. DT là gì? DT là gì? Là nhu cầu sản phẩm trong thời gian T nhân cho IT. IT là gì? Nếu nó bằng 1, nếu mà số lượng đặt hàng, nếu mà trong tháng 1 chúng ta có đặt hàng thì nôm na chúng ta thấy rằng là gì? Để đảm bảo không có sự thiếu hụt hàng hóa thì XT phải nhỏ hơn IT DT nhân cho IT. Rồi cái tiếp theo là phải đảm bảo rằng gì? Tồn kho cuối kỳ phải lớn hơn bằng 0, đúng không ạ? Rồi cái XT này là cái lượng đặt hàng mỗi lần trong thời gian T, nó phải lớn hơn bằng 0. Và IT ở đây người ta mở ngoặc là 0 và 1, nôm na là gì? IT còn phải là gì? Nhị phân. Có nghĩa rằng là gì? Nó không phải là một con số định lượng mà nó dưới dạng là nhị phân. Nhị phân này tí nữa chúng ta sẽ thấy là trong mô hình nó có một cái chữ gọi là binary. Binary chúng ta dịch ra gọi là nhị phân, thì ở đây mình không có đi sâu vào toán học nữa. Thì nôm na
ở đây cái nhịn phân này nó có hai cái biến số mà thôi, đó là không và một. Không ở đây chúng ta nôm na chúng ta thấy, chúng ta hiểu rằng là gì? Trong cái thời gian đó chúng ta sẽ tiến hành đặt hàng, và không là có nghĩa là chúng ta không có đặt hàng, và một là gì? Chúng ta sẽ có, nôm na chúng ta có thể là gì? Mở hoặc đóng. Một số mô hình này có thể, thực ra thì cái mô hình quy hoạch tuyến tính là nó áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như là trong vấn đề là thống kê đi, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là có lên chức hay không lên chức, đúng không ạ? Sau khi mà người ta thống kê xong thì người ta thấy ông này là có lên chức hay không lên chức, thì người ta sẽ sử dụng cái một cái gọi là binary variable, có nghĩa là biến nhị phân. Cái biến này hôm nay chúng ta hiểu rằng nó không phải là mang tính chất định lượng, mà nó mang tính chất là gì? Không định lượng, có nghĩa là định tính, có nghĩa là có hoặc không. Tuy nhiên thì vấn đề là trong mô hình solver thì người ta sử dụng cái không và một để gì? Chúng ta xác định rằng là gì? Không là không có, không có đặt trong tháng đó, có nghĩa là chúng ta sẽ không có đặt hàng. Một thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ đặt hàng. Thì hôm nay chúng ta hiểu là trong mỗi kỳ, trong mỗi khoảng thời gian thì nó chỉ đặt hàng một lần mà thôi. Có nghĩa là trong tháng 1 có đặt hàng hay không, đúng không? Trong tháng 2 có đặt hàng hay không, trong tháng 3 có đặt hàng hay không. Có thì coi như là một lần, chứ không, nó khác với lại là cái mô hình EOQ thì chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Xác định số lượng đặt hàng thì chúng ta lấy là chúng ta lấy cái lượng đặt hàng chia cho gì? Nhu cầu, thì chúng ta sẽ ra được là gì? Là N đó, N là số lần đặt hàng trong năm. Tuy nhiên thì ở đây thì nó sẽ xác định cụ thể rằng là gì, trong khoảng thời gian tháng đó có đặt hàng hay không, để mà chúng ta biết được cái đó là cái cách thức mà chúng ta xác định. Rồi các bạn vẫn theo dõi mình nói chứ hả? Dạ có. Rồi coi sơ coi thử có thắc mắc chỗ nào không liên quan tới cái mô hình đặt hàng động winner và within, để mình giải thích luôn. Rồi rồi mình để các em 5 phút nha, chúng ta coi lại cái mô hình này trước khi mà chúng ta vào cái bài thực hành đầu tiên nha.